Thưa quý vị, Tết cổ truyền cũng không chỉ là thời điểm giao hòa giữa năm cũ và năm mới, mà đó còn là dịp để những người xa quê đoàn tụ sum vầy. Và theo quan niệm của những người dân Việt, Tết thực sự có ý nghĩa trọn vẹn chỉ khi được sống trong không khí họp mặt gia đình. Thế nhưng có những người lại trải qua thời khắc giao thừa ở những nơi hết sức đặc biệt. Câu chuyện của những nhân viên hải đăng Hòn Lớn sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về điều này. Hải đăng Hòn Lớn thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Được người Pháp xây dựng từ năm 1890, cách đất liền hơn 10 hải lý. Đây được xem là một trong năm ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam. Ra công tác tại tháp đèn này gần 5 năm, nhưng có đến 2 năm, anh Nguyễn Văn Cường đón Tết xa nhà. Với anh, dù nhớ nhà, nhưng vì công việc nên phải cố gắng ở lại. Vì công việc nên là cũng ăn Tết ở đảo cũng như ở nhà thôi. Tại vì cũng được sự lãnh đạo công ty và tổng công ty cũng quan tâm, những anh em ở lại ăn Tết đây cũng đầy đủ. Nói chung là mình vì công việc mà yêu ngành mến nghề nên là mình cũng không cảm thấy buồn, mà mình thấy cũng vinh hạnh vì mình đã làm trong ngành bảo đảm an toàn hàng hải. Không chỉ anh Cường, các nhân viên hải đăng đều trải qua cái Tết tại đây. Người thì lần đầu tiên, nhưng có người có đến 5 năm liên tiếp đón Tết xa nhà. Tháp đèn có 6 người làm việc, tùy vào điều kiện gia đình mà đơn vị sẽ phân công người ở lại trực, đảm bảo đèn hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn hàng hải. Vâng, đón Tết ở đây thì chúng tôi xác định rồi, thì nghề nghiệp và công việc của chúng tôi là xa nhà thường xuyên. Cho nên chúng tôi đồng ý là cũng có nôn nao chút, nhưng mà mình phải xác định rõ ràng đây là nghề nghiệp và trách nhiệm của chúng ta, mà luôn luôn chúng ta là phải đón Tết ở trạm, ở đơn vị mình, thì mình phải tạo cái bầu không khí ra một cái một Tết. Tết năm nay thì ở lại trực 3 người, còn 2 người thì được về gia đình ăn Tết. Thì anh em ở lại thì cũng đã lo chuẩn bị lương thực thực phẩm rồi. Đấy, để anh em ở lại ăn Tết vui vẻ. Thì nói chung là cũng không có nghĩ đâu, rồi cứ làm thôi. Thì nhưng mà thật ra thì đến bây giờ thì mình cũng cảm thấy rất là yêu nghề. Rồi nhiều khi thì thật buồn thật, nhưng mà ngược lại là mình cảm thấy rất là thoải mái trong công việc của mình. Không internet, ban ngày không có điện, hải đăng lại nằm chơi vơi ở cuối dãy núi Hòn Tre. Nên mỗi lần có khách đến thăm như tiếp thêm sức, động viên cho nhân viên thắp đèn vượt qua khó khăn. Tết không chỉ là ngày đoàn viên, sum vầy, mà là những ngày canh mắt biển để tàu thuyền rẽ sóng an toàn trên vùng vịnh Nha Trang.